Ví dụ khách hàng ký với Manulife thì Manulife sẽ có một cái trách nhiệm là gì, tôi cầm của ông là 20 triệu nhưng khi ông có gặp vấn đề gì tôi phải trả cho ông 500 triệu đến 1 tỷ. Thì đấy là cái doanh nghiệp bảo hiểm người ta đang ôm cái gói rủi ro vào, đúng chưa nào? Thế thì doanh nghiệp bảo hiểm người ta cũng phải có một cái cơ chế để người ta chuyển giao rủi ro cho chính người ta chứ. Đúng chưa? Cái chỗ những câu hỏi liên quan về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm này mọi người đã hiểu chưa? Có ví dụ như chẳng hạn như câu 100 đúng không? Những câu này thực ra cũng cũng đoán đoán được đấy chứ đúng không? Đây thử xem nào. Đúng rồi, phải nhớ là phải nhìn vào chữ không, để không đến lúc lại trả lời nhầm. Đúng rồi, những Đúng cái chưa? câu nó đọc nhanh quá là hay bị như thế lắm. Đúng rồi. Và ai lại làm theo phương pháp loại trừ, thấy câu đầu đúng một cái là không cần đọc luôn câu sau là rất dễ bị nhầm. Đúng không? Mình cẩn thận một chút, Hưng đâu? Câu này hơi khó. Hơi khó à? Ở đây theo một cách suy luận thông thường nhá. Mình suy luận trước nhá, chưa cần phải vội. Thì ở đây là gì? Quỹ bảo vệ người được bảo bảo hiểm, nó quỹ tức là nó là một khoản tiền lớn đúng không? Quỹ ở đây có nghĩa là tiền của rất nhiều người gom vào thì người ta sẽ gọi là một quỹ. Tiền thì người ta sẽ không nằm một chỗ, cho nên là chắc chắn là gì? Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm cũng phải được tham gia vào những cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là quỹ tiền gửi đúng không? Rồi cho vay ngắn hạn. Thì đấy chắc chắn là quỹ bảo vệ người được bảo hiểm thì vẫn mang vào đầu tư, và lợi nhuận thì lợi nhuận đấy doanh nghiệp người ta không thể lấy về được, đúng không nào? Vậy thì cái lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của quỹ này thì vẫn phải quay ngược về quỹ của quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Cái này mọi người hiểu cái chỗ này không ạ? Rồi ạ. Đấy, chứ không thể là công ty lại lấy tiền từ quỹ này đi đầu tư xong cho vào túi mình được, mà phải cho ngược về Quỹ cái này quỹ đấy. chỉ về bảo vệ người. Đúng chưa? Rồi, đấy, đấy là cái này vẫn là được hình thành này. Tiếp tục này, số dư của năm trước quỹ được chuyển sang, cái này thì là nguyên tắc rất là cơ bản rồi, đúng không? Thì nếu mà năm trước còn cái quỹ đấy còn bao nhiêu thì năm sau sẽ cộng gộp vào. Đấy, cái ý của là như vậy, đúng không ạ? Thì cái này cũng đơn giản rồi. Thế bây giờ còn có hai câu mà lăn tăn ở đây. Thứ nhất là trích lập từ phần trăm phí bảo hiểm một đằng này. Một đằng thì nó chỉ khác là gì? Ở đây là phí bảo hiểm, đúng không? Và một đằng là gì? Trên số tiền bảo hiểm. Thế thôi. Thì mọi người cảm quan ở đây sẽ suy luận dựa trên cái gì? Cái nào sẽ là không dùng để trích lập? Đây. D, đúng không? Bởi vì nếu mà trích trên phí thì nó quá gì ạ? À? Nó thứ nhất là nó sẽ bé này, đúng không? Thứ hai nữa là nó không có cái tương quan, ví dụ như cùng một khách hàng cùng một số phí nhưng mà cái số tiền bảo hiểm người ta sẽ rất khác nhau. Cho nên cái trích lập hàng năm ở đây theo cái suy luận rất thông thường thôi thì nó sẽ là số tiền bảo hiểm. Vậy thì cái đáp án này sẽ là đáp án gì ạ? À? Đáp án D là đáp án không được hình thành. Được chưa ạ? Đấy, thì mọi người hiểu cái chỗ này chưa? Mình cứ suy luận một chút là sẽ ra và cứ bình tĩnh là được. Chưa cần phải sử dụng gì đến tìm kiếm kiến thức đâu. Được chưa? Rồi. Câu số dưới này thì thế nào? So lại với câu câu 100. Câu 100 là không từ nguồn nào đúng không? Câu 101 là từ nguồn nào? Theo tỷ lệ phần trăm của cái nào? Yeah. Đúng không? Đấy, nó trả lời luôn rồi đấy. Mình làm được câu 100 thì mình sẽ hiểu luôn là trích trên phần trăm của số tiền bảo hiểm, đúng nào? Rồi, thế nhân tiện ở đây mình hỏi các bạn một chút là về dự phòng nghiệp vụ, các bạn đã hiểu chưa? Có hiểu về cái dự phòng nghiệp vụ này không? Em không. Rồi, căn tội là không hỏi người giảng nên là người giảng sẽ hỏi lại. Thế bây giờ cho mình hỏi là thị trường bảo hiểm Việt Nam theo luật kinh doanh bảo hiểm thì được phân chia như thế nào? Phân loại bảo hiểm ấy. Đây, trước khi quay lại câu hỏi đấy thì mình sẽ quay hỏi phân loại bảo hiểm đúng không? Sức Hả? khỏe và Bảo hiểm hiểm nhân nhân thọ thọ đúng đúng không không? anh? Đúng rồi, phân loại thì ở trên nếu một bức tranh tổng quan về phân loại bảo hiểm thì các bạn đã có một cái bức tranh gọi là tổng quan nhất về cách phân loại bảo hiểm ở Việt Nam chưa? Anh có không rồi, em quên. Rồi. Ok, bởi vì đọc những cái câu này thấy nó giống giống nhau cho nên là mọi người rất dễ bị nhầm. Nên thực ra mình sẽ tổng kết nhanh lại cho mọi người nhé. Đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam thì người ta phân loại dựa trên 3 tiêu chí, nhớ là tiêu chí nhé. Tiêu chí thứ nhất là bắt buộc hay không bắt buộc. Tiêu chí thứ hai là theo loại hợp đồng bảo hiểm, và tiêu chí thứ ba là theo cái nghiệp vụ bảo hiểm. Ok chưa ạ? Thế thì nếu trong câu hỏi người ta nói đến hợp đồng bảo hiểm. Được chưa? Đúng chưa? Câu này hỏi về hợp đồng bảo hiểm đúng không? Thì câu đấy đang hỏi về cách phân chia theo tiêu chí hợp đồng bảo hiểm. Ok chưa? Nếu phân loại theo hợp đồng bảo hiểm
thì có 3 loại thôi. Ở Việt Nam, ở thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ có 3 loại hợp đồng bảo hiểm thôi. Được chưa? Đang nói đến hợp đồng nhá. Thì thứ nhất là gì? Hợp đồng bảo hiểm thì nó sẽ có là hợp đồng bảo hiểm gì ạ? À, con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ok chưa? Nếu phân loại theo hợp đồng thì chỉ có 3 loại hợp đồng đấy thôi. Được chưa? Đấy là tiêu chí phân loại thứ nhất. À, nhưng mà bên cạnh đấy nó có cái tiêu chí là tiêu chí phân loại theo nghiệp vụ bảo hiểm. Được chưa? Có chữ nghiệp vụ bảo hiểm này. Mọi người nhìn thấy không? Có câu Rồi hỏi ạ. liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm. Thế thì nói đến nghiệp vụ bảo hiểm thì lại có gì ạ? 3 loại nghiệp vụ bảo hiểm lớn. Được chưa? Thứ nhất là nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Thứ hai là nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Và thứ ba là nghiệp vụ bảo hiểm gì ạ? Sức khỏe. Ok chưa? Nói đến bảo hiểm sức khỏe là nghiệp vụ, nói đến bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ, bảo hiểm phi nhân thọ là nghiệp vụ. Được chưa? Thế thì mình sẽ giải thích cái từ nghiệp vụ là như thế này. Mình hiểu một cách nôm na cái chữ nghiệp vụ nó có nghĩa là gì. Ở đây Linh là làm nghề gì? Ừ, nghề Em là nghề trang điểm. trang điểm đúng không? À, rồi Hưng thì có làm nghề gì? Em làm tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng. Ôi tốt quá, thế thì anh sẽ lấy là gì, nó có luôn một cái là về nghiệp vụ tài chính ngân hàng đúng không Hưng? Vâng, đúng rồi. Thế thì cái từ nghiệp vụ tài chính ngân hàng thì mình hiểu một cách nôm na là gì, để ông làm được vào làm trong ngành ngân hàng hay ngành tài chính thì ông phải thỏa một số những cái điều kiện nhất định đối với cái nghiệp vụ này đúng không? Rồi những cái người mà ví dụ như có thể người ta chuyên ngành về tài chính, ví dụ như người ta có thể là giảng viên về chủ trường kinh tế quốc dân đi chẳng hạn, nhưng bây giờ người ta muốn sang bên ngân hàng của Hưng làm hay làm vào cái công việc của Hưng làm thì có thể người ta phải đi học thêm một cái khóa gọi là nghiệp vụ về ngân hàng. Đúng chưa? Đúng rồi. Thế thì mình sẽ hiểu nôm na một cách bình dân nhất là nghiệp vụ nó là một cái bộ tiêu chuẩn. Một cái bộ tiêu chuẩn nào đấy và gì ạ? Để công tác trong cái ngành ngân hàng hay ngành tài chính thì phải thỏa những cái tiêu tiêu chuẩn đối với cái nghiệp vụ đó. Ok chưa? Hiểu nôm na là như thế. Thế thì trong bảo hiểm cũng thế. Nói đến phân chia theo nghiệp vụ là cái phân chia phức tạp nhất. Phức tạp nhất bởi vì nói đến nghiệp vụ là nói đến một loạt các cái bộ tiêu chuẩn. Ví dụ như là gì, nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm mà muốn kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ nhá, nhớ là nghiệp vụ nhá, thì người ta phải thỏa mãn điều kiện gì về vốn đúng không? Rồi người ta muốn kinh doanh gì về bảo hiểm sức khỏe thì người ta phải có là gì ạ? Cái yêu cầu tối thiểu về vốn đúng không nào? Rồi yêu cầu tối thiểu về các cái nhân viên làm việc trong cái công ty đấy phải có những cái bằng cấp, phải có cái người lãnh đạo, phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong cái ngành này. Thì đấy là quy định yêu cầu về nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ, đối với bảo hiểm sức khỏe hay là phi nhân thọ. Mọi người hiểu cái này không ạ? Được chưa? Đấy. Thì đấy là giải thích nhanh về cái từ nghiệp vụ. Được chưa? Thế thì quay lại cái việc phân chia thì có 3 nghiệp vụ lớn là phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Thì trong nhân thọ nó lại chia tiếp ra các nghiệp vụ nhỏ. Ví dụ như là sinh kỳ, tử kỳ, hỗn hợp, trả tiền định kỳ, hưu trí. Đấy chưa? Rồi là gì ạ? Liên kết đầu tư. Thì đấy là những nghiệp vụ nhỏ mà thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Mọi người hiểu ý này không ạ? Rồi trong ông phi nhân thọ thì còn có nhiều nghiệp vụ nhỏ nữa. Ví dụ như là gì? Bảo hiểm cháy nổ này, bảo hiểm về hàng không này, hàng hải này, bảo hiểm nông nghiệp này. Rất rất nhiều những cái nghiệp vụ nhỏ nó thuộc về cái nghiệp vụ lớn là phi nhân thọ. Mọi người hiểu ý này không ạ? Rồi ạ. Nhưng mà rất may mắn là mình thi về nhân thọ cho nên trong bộ đề thi ấy, gần như là sẽ không có những cái câu hỏi chi tiết về nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng sẽ có những câu hỏi về nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Được chưa? Và trong nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe thì nó có là gì? Bảo hiểm bảo hiểm sức khỏe ý nhỏ nữa đấy, bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm y tế. Đấy, trong ý nhỏ nó gọi là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Tức là nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe rồi, nhưng ở phía dưới nó có một cái nghiệp vụ nhỏ nữa là bảo chăm sóc sức khỏe, nó có thêm chữ chăm sóc nữa. Mọi người hiểu ý này không ạ? Cái câu số 2 này này. Ở đây ý của nó là gì? Khi nãy mình nói rằng là nó có 3 nghiệp vụ lớn thôi. 3 nghiệp vụ được liệt kê ra, nhưng nó có một cái dòng thứ tư nữa là ngoài các nghiệp vụ khác theo quy định của chính phủ. Mọi người hiểu cái này không ạ? Tức là có những cái nghiệp vụ nó mang tính chất đặc thù và người ta không liệt kê cụ thể trong luật kinh doanh bảo hiểm, cho nên nó có một cái dòng thứ tư là gì ạ? Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do chính phủ quy định. Mọi người hiểu ý này không ạ? Thế thì sau khi giải thích thế rồi thì câu số 2 này đáp án sẽ là gì? Số 2 cho D ạ. D, được chưa?
Đấy, thì cái này là nói đến nghiệp vụ thì sẽ là nhân thọ, phi nhân thọ và sức Ok. khỏe. Đấy, còn C này là cái gì? C này chính là cái Vâng. gì đây? Nãy mình nói đây. Theo đối tượng đúng không? Hoặc là theo hợp đồng bảo hiểm. Đấy, thì đấy là mình giải thích nhanh một chút về phần nghiệp vụ. Thế bây giờ mình quay lại cái câu hỏi khi nãy để mọi người dẫn dắt một chút để mọi người sẽ hiểu là gì. Đây, cái quỹ dự phòng nghiệp vụ này này. Cái quỹ dự phòng nghiệp vụ, khi người ta nói đến quỹ dự phòng nghiệp vụ thì người ta nói đến cái quỹ dự phòng lớn nhất. Được chưa? Cái quỹ dự phòng nghiệp vụ này nó gồm có là gì? Ví dụ như là quỹ dự phòng rủi ro, rồi là quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Mọi người hiểu ý này không ạ? Quỹ dự phòng nghiệp vụ ví dụ như là công ty Manulife Việt Nam người ta có kinh doanh những nghiệp vụ nào? Nghiệp vụ liên kết đầu tư là có gì? Hành trình hạnh phúc có điểm tựa đầu tư, đúng không nào? Rồi là gì? Nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm hưu trí, Manulife có sản phẩm hưu trí. Xong rồi nghiệp vụ gì ạ? Nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống, ví dụ như là bảo hiểm hỗn hợp, ví dụ như là gì? Chắp cánh tương lai chẳng hạn, đúng không ạ? Thì với mỗi một sản phẩm như thế thì người ta phải phải dự phòng một cái quỹ riêng. Mọi người hiểu cái này không? Ví dụ như chắp cánh tương lai thì nó sẽ thuộc cái nghiệp vụ là bảo hiểm hỗn hợp. Thì đối với sản phẩm món quái, chắp cánh tương lai thì Manulife người ta phải gây tạo dựng phải tạo ra một cái quỹ gọi là quỹ dự phòng nghiệp vụ cho sản phẩm, cho cái nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp của mình. Mọi người hiểu cái này không ạ? Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm đúng không? Cái mọi người hiểu cái từ nghiệp vụ chưa ạ? Rồi ạ. Hiểu Rồi từ nghiệp ạ. vụ rồi đúng không nào? Thế bây giờ hiểu là bảo hiểm nhân thọ nó gồm có nhiều nghiệp vụ nhỏ rồi đúng không? Vâng. Đúng chưa nào? Thế thì mọi người học sản phẩm ung thư 360, lấy ung thư 360 đi cho nó dễ. Thì ung thư 360 là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, được chưa? Trí. Được chưa? Bảo bảo hiểm hỗn hợp hoặc là có thể nó tên của nó là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo kết hợp với tử kỳ. Có thể nó tên của nó có thể là như thế, mình chưa nhìn nhưng nó là một cái nghiệp vụ bảo hiểm. Ok chưa? Nó thuộc một nghiệp vụ bảo hiểm riêng. Được chưa? Thế thì khi mà công ty Manulife muốn bán sản phẩm ung thư 360 thì người ta phải thành lập một cái quỹ dự phòng gọi là dự phòng nghiệp vụ. Ok chưa nào? Rồi. Cái quỹ dự phòng nghiệp vụ đấy nó là một cái quỹ lớn. Và trong quỹ dự phòng nghiệp vụ đấy nó có quỹ dự phòng rủi ro. Là ví dụ như thế nào? Là những ví dụ như là Manulife có 100.000 khách hàng tham gia ung thư 360 thì người ta phải tính toán làm sao mà cái quỹ dự phòng rủi ro đấy nó luôn đủ khả năng thanh toán cho 10.000 khách hàng kia trong cái những cái trường hợp mà tệ nhất, có nghĩa là phải thanh toán rất là nhiều thì người ta phải trích lập đủ để trong trường hợp xấu nhất vẫn phải thanh toán được cho khách hàng, thì đấy gọi là quỹ dự phòng rủi ro. Ok chưa? Tôi Nhưng bên cạnh đấy người ta phải lành thành cũng trong cái quỹ dự phòng nghiệp vụ đấy nó phải có thêm một cái quỹ nữa gọi là quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, nó chính là cái quỹ này. Hiểu không ạ? Là để vâng trong trường hợp nào? Là trong trường hợp vâng mà ví dụ như Manulife mất khả năng bên thanh toán sẽ là gì, hoặc là tuyên bố phá sản đúng không nào, không thể thanh toán được nữa, thì lúc đấy cái quỹ bảo vệ người được bảo hiểm này thì nó có sẽ có nhiệm vụ là thanh toán cho những cái hợp đồng mà đang có hiệu lực đấy một cái số tiền tối thiểu nào đó mà như khi nãy mọi người có nói là con số là 90% và 200 triệu ấy. Hiểu cái chỗ này không ạ? tôi ạ. Đấy, thế thì quỹ dự phòng nghiệp vụ nó là cái quỹ lớn, còn cái ông quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là quỹ bé hơn. Ở đây để mọi người nhân tiện chỗ này để mọi người giải thích cho mọi người một chút về cái chỗ dự phòng nghiệp vụ nó là như vậy. Được chưa ạ? Có hiểu hơn chưa? Tôi ạ. Rồi. Mình Còn cái quỹ gì nữa nhỉ? quỹ này hay nhầm lắm. Em nhớ như hôm qua chị có Vâng. nhắc em ấy. Chị Dung Có nói như thể nào, nói lại đi xem nào. không, hôm qua chị nhắc Linh ấy, vì là cái này nó hay bị nhầm lẫn ấy, thì chị vừa giúp bạn ấy phân biệt về khi mà quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ấy thì nó liên quan đến người bảo hiểm, thì em Vâng. đọc các câu liên quan đến người được bảo hiểm thì em sẽ tích ở câu đấy. Thường thường Vâng. nó có những cái câu để cho mình nhìn thấy rõ, rất rõ những cái câu khó khó này này, nó sẽ có cái nhớ mẹo, và khi mà chị với bạn ấy cùng làm để đưa ra được đáp án đúng ấy, thì chị sẽ hướng dẫn bạn ấy nhớ mẹo, những cái mẹo là liên quan cái câu là liên quan đến cái người được bảo hiểm đấy, cái quỹ bảo vệ người được bảo hiểm thì nó sẽ liên quan đến Cái một người cái được bảo hiểm. từ khóa trong đó để cho mình dễ nhớ nhất. Đấy, thì khi nãy vừa em vừa giải thích thêm một chút về cái quỹ đấy để cho mọi người hiểu đúng không ạ?
cái chữ Ok. nghiệp vụ ấy nó không có gì xa xôi đâu, nó chính là nghiệp vụ bảo hiểm đấy, nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Trong nhân thọ thì nó có những cái gì thì nó chính là như vậy, được chưa? Đấy, và ông ngân hàng thì chắc là Có sẽ hiểu rồi, đúng cái không? giải thích đấy của Luân thì sẽ khiến các bạn thì cũng sẽ trả lời được một số câu hỏi trong cái bộ đề đấy, vì nó có liên quan đến cái nghiệp vụ nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe. Rồi, ở cái chỗ này có cái từ quỹ ở đây này thì mình giải thích một chút cái ký quỹ ở đây này. Cái quỹ ở đây, nó cái quỹ này nó không liên quan gì đến người được bảo hiểm đâu nhá. Bởi vì cái chỗ này là gì? Nói là gì, liên quan đến đại lý bảo hiểm, đúng không nào? Cái quỹ dự phòng nghiệp vụ và cái quỹ bảo hiểm rủi ro khi nãy là của doanh nghiệp bắt buộc phải trích lập để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Ok chưa? Rồi ạ. Còn cái ký quỹ này này, cái ký quỹ này là đối với đại lý bảo hiểm, thì sau này các bạn đi làm, khi mà làm cho Manulife hay bất kỳ công ty nào đấy, thì khi mà các bạn có lương, có thu nhập trong cái tháng, ví dụ như các bạn mà tháng 10 này có loát cốt xong xuôi mà các bạn có hợp đồng, đúng nào, thì đến kỳ lương của tháng 10, tức là sang tháng 11 người ta trả chẳng hạn, thì trước khi trả cho các bạn thì các bạn sẽ phải thanh toán, các bạn sẽ là gì, thanh toán thuế thu nhập cá nhân rồi này. Ngoài ra công ty người ta sẽ giữ lại một phần thu nhập của bạn, có thể là gì, vài trăm nghìn, đúng không ạ? Tức là người ta có thể quyết định là 200.000, 300.000 một tháng, ví dụ như thế, người ta giữ lại, thì cái phần tiền đấy gọi là phần tiền ký quỹ đối với của đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, để làm gì, để là trong những cái tình huống nhất định, ví dụ như mình có những cái sai phạm nhỏ, ví dụ như là làm mất cái này, làm mất cái kia, làm hỏng cái này, làm hỏng cái kia, thì thay vì người ta đi đi tìm mình, người ta đòi, thì người ta sẽ lấy trích luôn, trừ luôn, khấu trừ luôn từ cái phần ký quỹ này của các bạn. Mọi người hiểu cái này không ạ? Vâng. Và sau khi mà chấm dứt, khi sau này khi mà mình chấm dứt hợp đồng đại lý thì mình sẽ được công ty trả lại khoản ký quỹ này, nếu mà sau khi khấu trừ đi các cái khoản nợ nếu có. Đấy. Được chưa ạ? Mọi người hiểu cái chỗ ký quỹ này nó khác với cả cái quỹ trên chưa ạ? Rồi ạ. Rồi, đấy, để tránh tránh bị nhầm lẫn. Còn câu gì nữa nhỉ? Đây, cái ký quỹ này thì cũng đơn giản rồi. Lên phía trên đi. Đây, đúng không ạ? Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được phép đầu tư vào đâu ấy? Thì nguyên tắc chung nhé, các bạn cứ hình dung cho mình này, tiền, tất cả các loại quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm nó là tiền. Và tiền thì không ai để trong két cả, đúng không ạ? Người ta bắt buộc người ta phải giữ ở đâu đấy bằng cách là tiền gửi, bằng cách là đầu tư vào cái kênh an toàn, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cần phải nhìn là gì, kênh nào là, ở đây mình sẽ suy luận là kênh nào là an toàn nhất, đúng không nhỉ? Bất động sản thì gì, B. là không an toàn rồi, đúng không? Vâng. Đấy, đúng rồi, ai vừa trả lời B rất chuẩn rồi đấy. Còn cái này thì bất cứ lĩnh vực nào thì là sai, thế thôi, mình có thể suy luận được ngay, cứ bình tĩnh đó. 30-40 câu mà mình có 1 tiếng là vị chi, là mình có khoảng hơn 1 phút một câu, mà có những câu dễ mình trả lời được ngay, cho nên mọi người cứ bình tĩnh đọc hết câu hỏi và không cần thiết phải làm quá nhanh quá sớm, thì chạ cứ kiểm tra lại. Đây, đúng không ạ? Đây nó cũng nói luôn này, quỹ người được bảo hiểm thì được chi cho những nội dung nào dưới đây, chi cho nội dung tức là trả đây, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ có là gì, có cả chi lương và phụ cấp đấy, câu Đúng 102, rồi, đúng rồi. có cả chi lương và phụ cấp, chi phí mua sắm ở đây luôn đấy, nó sẽ tích hợp luôn, và đây nó là cả A và cả A Cả và B B. đấy. Rồi, có còn cái quỹ gì nữa nhờ, đây, đối tượng nào phải trích lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, đúng không ạ? Thì ở đây mình câu số 98 này này, theo thì đối tượng nào sau đây có trách nhiệm, đúng không nào? Thì mình sẽ xem nhá, ở đây các bạn sẽ cho là đáp án nào. Linh chọn đáp án nào? Tôi đang đọc cách và bình điện thoại vì gì lắm. Hân, mọi người cứ đưa ra thoải mái, đưa ra cái sự lựa chọn của mình ấy. Đúng rồi, hoặc là hoặc trong quá trình mình suy nghĩ, mình suy luận ấy, thì cứ đọc lên, đúng không? Ví dụ như A, Như là câu C. hình như là câu C, đúng không? Ở đây là Câu này có trách nhiệm, chị đúng Dung không? sửa cho em rồi mà em lại quên mất. Rồi, ở đây là câu đoán đoán là câu C, đúng không nào? Hưng có đáp án nào không? Em cũng nghe câu C ạ.
câu C với cả câu D thì em nghĩ câu C đúng hơn. Rồi, thế tại sao câu A này sai? Vì nó có doanh nghiệp môi giới bảo hiểm với cả ở dưới thì nó có đại lý ở doanh nghiệp môi giới, còn cái Rồi này ạ. thì chỉ là có doanh nghiệp bảo hiểm về Rồi. chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân Chính thọ nước ngoài xác. chi trả. Chính xác. Ông đại lý bảo hiểm thì không tham gia vào đây là đúng rồi. Thế tại sao ông môi giới thì lại không? Tại sao ông môi giới lại không có trách nhiệm mà trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm? Tại vì em nghĩ ông môi giới thì nó cũng tương đương như ông đại lý Đúng sao rồi, lại chính xác. Ông môi giới và ông đại lý về mặt chức năng nhiệm vụ là giống hệt nhau. Nó chỉ khác là ông môi giới đứng về ai ạ? ông môi giới á, ông môi giới thì đứng về doanh nghiệp hơn. Ông môi giới là đại diện cho ai? Ông môi giới là đại diện cho ai nào? Cho doanh nghiệp, Cho doanh nghiệp. Thế đại lý đại diện cho ai? cho khách hàng Ok. ạ. Thế bây giờ các bạn thi tuyển vào thì thi tuyển vào công ty nào và công ty nào trả lương cho các bạn? Doanh Hả? nghiệp bảo hiểm. Tôi trả lương cho Linh mà Linh lại đi đứng về phía ông khách hàng. Nhưng mà cũng phải bảo vệ quyền lợi khách hàng nữa. Chính xác, tất nó đương nhiên tất cả các mặt hàng thì đều phải mang lại lợi ích cho khách hàng thì mới bán được, đúng nào? Và pháp luật mới thông qua. Tuy nhiên là nếu mình nói về đại diện mà, đúng không? Ví dụ như là Linh mà bán quần áo cho hãng nào đấy thì mình phải là đại diện của hãng đấy chứ. Đúng không? Chứ mình Rồi không thể, tất nhiên là mình bán là mình ạ. mang lại giá trị cho khách hàng nhưng mà không thể nói rằng là mình đại diện cho khách hàng được. Vâng ạ. Đúng chưa? Và đại lý bảo hiểm là đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm. Còn Vâng, ngược lại ông môi giới thì ông lại là đại diện công cho khách hàng. Được ty chưa? vâng ạ. Về Rồi chức ạ. năng nhiệm vụ thì giống hệt nhau, nó khác nhau đúng một điểm thôi. Ông đại lý Vâng. bảo hiểm không có quyền đàm phán, trong khi đấy ông môi giới bảo hiểm có quyền đàm phán. Vâng. Được chưa ạ? Có quyền đàm phán với doanh nghiệp bảo hiểm bởi vì người ta đứng về phía khách hàng. Người ta có quyền đàm phán, có thêm cái chữ đàm phán. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì nếu trong bộ đề câu hỏi mà có chữ nào liên quan đến đàm phán thì phải nghĩ ngay đến môi giới. Được chưa? Và Vâng. nói đến đại diện cho khách hàng thì phải nghĩ đến môi giới. Ok chưa? Vâng. Ok rồi. Rồi. Vậy loại luôn được A và B nhá. Thế bây Vâng. giờ đến câu C, tại sao lại lại là mình chọn là câu C mà không phải câu D? Thế thì ở đây là gì ạ? Mình có là trừ doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, đúng không ạ? Và trừ doanh nghiệp tái bảo Vâng. hiểm. Thì ở đây doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe thì người ta vẫn phải trích lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm bình thường bởi vì gì ạ? Nó vẫn là thuộc cái nghiệp vụ bảo hiểm như mình nói đấy, đúng không ạ? Ba một trong ba cái nghiệp vụ lớn đấy, đúng không? Vâng. Còn cái ông kinh doanh tái bảo hiểm thì ở đây mình hiểu thế nào là tái bảo hiểm? Tức là cái quỹ đấy sẽ được Doanh nghiệp tái bảo hiểm là sử gì? dụng Tái tái theo nghĩa Hán Việt nó là gì nào? sử Tái là lại đúng không? vâng Tái là có nghĩa là lại đúng không? Thì mình sẽ nói là bảo hiểm lại. Đúng nào? Bảo hiểm lại là vâng bảo hiểm của ai? Bảo hiểm lại của ai? và dừng lại của khách hàng Của khách hàng nhưng sẽ nhận từ ai? nhận từ doanh nghiệp. Đúng rồi, chính xác. Đúng chưa? Bây giờ một cái ông tại sao lại có cái tái bảo hiểm như này, mình hiểu một cách đơn giản như này này. Khách hàng mua bảo hiểm là khách hàng chuyển giao rủi ro cho ai? Chuyển giao rủi ro cho bảo hiểm à cho doanh nghiệp ạ. Rồi, cho doanh nghiệp bảo hiểm. Ví dụ khách hàng ký với Vâng. Manulife thì Manulife sẽ có một cái trách nhiệm là gì? Tôi ôm, tôi cầm của ông là 20 triệu nhưng khi ông có gặp vấn Vâng. đề gì tôi phải trả cho ông 500 triệu đến 1 tỷ. Thì đấy Vâng. là cái doanh nghiệp bảo hiểm người ta đang ôm cái gói rủi ro vào, đúng chưa nào? Thế thì doanh nghiệp bảo hiểm người ta cũng phải có một cái cơ chế để người ta chuyển giao rủi ro cho chính người ta chứ. Vâng. Đúng chưa? À, lấy một cách ví dụ dân dã hơn thì nếu mà ông Hưng mà có chơi lô đề thì sẽ biết đúng không nào? Người ta nhận của mình 10.000 tiền đề, không phải người ta ôm cả 10.000 đấy đâu mà người ta sẽ chia cho mỗi ông một tí, đúng không? Thì ông này 3.000, ông kia 5.000. Thì nếu khách hàng đấy trúng thì không phải là gì? Không phải là mình tôi trả tiền mà tôi sẽ gọi những ông kia để cùng trả tiền. Đấy. Giảm. Thì tái bảo hiểm cũng vậy. Được chưa? Cái nguyên Vâng. nhân thì không phải là doanh nghiệp người ta không có tiền để người ta trả đâu, nhưng mà bởi vì là người ta ăn một mình thì tức bụng đúng không ạ? Làm một mình thì cực thân. Thế bây giờ thay vì là tôi ôm cả cái cục rủi ro đấy, tôi sẽ cần một cái cơ chế, đúng không? Và nếu Chính mà xác. trong trong
Hưng thì có thể còn còn có biết về cái ví dụ như là liên ngân hàng các kiểu đúng không? Về mặt phía sau ngân hàng người ta cũng phải có một cái hệ thống làm việc với nhau để gọi như là có những cái khoản vay khoản nợ như thế nào đấy đúng không? Hưng thì có thể sẽ biết hơn anh. À, thì bảo hiểm cũng vậy, phía đằng sau người ta cũng sẽ có những cái doanh nghiệp tái bảo hiểm, người ta chỉ nhận lại của doanh nghiệp bảo hiểm mà thôi. Được chưa ạ? Thế thì người ta nhận tái bảo hiểm rồi thì người ta không làm việc với khách hàng thì người ta có quan tâm gì đến cái ông quỹ bảo vệ người được bảo hiểm này không? Được chưa ạ? Người ta làm ở phía đằng sau và người ta không làm việc với khách hàng, người ta chỉ làm việc với doanh nghiệp bảo hiểm thôi. Được chưa ạ? Mọi người hiểu ý này chưa ạ? Rồi nhá. Đây, quỹ dự trữ bắt buộc đây đúng không ạ? Thêm một cái quỹ này nữa đây. Mọi người hiểu về cái quỹ dự trữ bắt buộc này chưa ạ? Thì cái quỹ dự phòng nghiệp vụ ý, khi nãy mình nói mình đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Nó là một cái quỹ lớn. Thì trong cái quỹ lớn đấy nó có một cái quỹ nữa là quỹ dự trữ bắt buộc. Và đọc câu 92 thì các bạn sẽ thấy ngay là gì ạ? Nhiệm vụ của cái quỹ dự trữ bắt buộc này để làm gì? À. Bổ sung vốn điều lệ đúng không? Và đảm bảo khả năng thanh toán. À. Được chưa ạ? Đấy. Thì ở đây mình sẽ thấy ngay là đấy là nhiệm vụ của quỹ dự trữ bắt buộc. Được chưa ạ? Còn đối với cái này là định nghĩa của cái gì đây rồi? Cái này là định nghĩa của cái gì? Định nghĩa này của Quỹ bảo vệ người mù, người bảo hiểm. đúng rồi, nó đã nói sẵn đây rồi đúng không nào? Vậy nó sẽ là ý A, và mình đọc câu này mình sẽ thấy ngay là à đấy, nhiệm vụ của cái quỹ dự trữ bắt buộc là như vậy. À, và nhân đây mình sẽ nói luôn là gì, chia sẻ thêm cho các bạn là tại sao phải bổ sung vốn điều lệ, là bởi vì là nó có một cái khái niệm là biên khả năng thanh toán đúng không ạ? Thì khi mà doanh thu của khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm mà nó gần với, tức là một năm nào đấy mà doanh nghiệp bảo hiểm người ta phải chi trả liên tục chẳng hạn đúng không ạ, chi trả nhiều nhiều rủi ro nhiều ấy, khách hàng gặp rủi ro nhiều và người ta phải chi trả nhiều, thì nó dẫn đến cái tương quan giữa doanh thu và gì ạ, doanh thu và chi phí, hai cái đấy nó sẽ gần nhau lại đó, nó sẽ bị hẹp lại, thì lúc đấy người ta gọi là cái biên, tức là anh thu được 1.000 tỷ nhưng mà doanh thu của anh 1.000 tỷ nhưng mà anh năm đấy anh chi mất là gì 700 tỷ thì có, hoặc là 800 tỷ thì anh chỉ còn có 200 tỷ thôi đúng không nào, thì lúc đấy có thể rằng là gì cái tình trạng đấy mà nó kéo dài cứ liên tục 200 tỷ 150 tỷ như thế nó quá thấp, thì lúc đấy là gì ạ, bắt buộc doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ để tăng cái đảm bảo cái khả năng thanh toán đấy lên, thì lúc đấy là gì ạ, nếu mà doanh nghiệp có sẵn tiền rồi thì sẽ cho thẳng vào, còn nếu mà chưa sẵn tiền thì lại trích từ cái quỹ dự trữ bắt buộc này ra. Mọi người hiểu như vậy không ạ? Đấy, thế mình cũng hiểu thêm một loại quỹ đấy nhá. À, thế thì ở đây cái tỷ lệ trích lập ở đây nó là bao nhiêu ạ? 5%. 5% đúng không? Mình nhớ cái chỗ này. Rồi. À, cái trích lập này thì có phải giải thích không ạ? Đối tượng nào là phải trích lập? Ông này, ông này, ông này, đúng không? Ba ông này thì có phải là loại được luôn đúng không nào? Còn ông Ông đây là mỗi ông D thôi, đúng chưa? Rồi. Tiếp tục. Vậy đây mình sẽ thấy này. Ở đây có hai quỹ thôi, ở đây nó chỉ là hai quỹ thôi, cũng không nói làm gì. Đây, như khi nãy mình nói đây này, quay lại cái câu số này mình sẽ nói một chút là gì? Ví dụ như là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đúng không nào? Người ta không nói như thế nhưng nếu nói đầy đủ ở đây phải có chữ gì? Có chữ gì ở đây ạ? Nếu nói đầy đủ ra thì sẽ phải có cái chữ gì ở đây ạ? Khi nãy mình nói đến bảo hiểm nhân thọ nó nói lên chữ gì? Đúng không? Đấy, nếu mà nói đầy đủ ra thì nó sẽ phải là kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Đấy. Thì đối với mỗi một cái loại hình, ví dụ như kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ thì người ta phải đảm bảo một số những cái tiêu chí nhất định, đúng không ạ? Thì về vốn pháp định này cũng là một trong những cái tiêu chí mà doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Đấy, thì ví dụ như là đối với nhân thọ. Đấy, mình sẽ cứ cộng vào nhân thọ này, đúng không? Là gì? Bao gồm liên kết đơn vị, đúng không ạ? Và bảo hiểm hưu trí. Và bảo hiểm sức khỏe ở đây thì sẽ là lấy số gì ạ, bự nhất, Một tỷ được chưa? Còn ông bảo hiểm chỉ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe không thì là bao nhiêu, 300 300 đấy, xong rồi là gì, nếu mà không bao gồm thì là bao nhiêu, ở đây nó sẽ có không câu là bao không bao gồm gồm đấy, thì trừ đấy, trừ đấy là 800 ạ. được chưa,
nhá. Thọ không dưới 600. Rồi, thế thì nhìn đây thì sẽ thấy là Manulife ít nhất là bao nhiêu nghìn tỷ đồng Việt Nam. Không cần phải nhìn trên báo, nhìn vào đây mình sẽ biết là ít nhất Manulife phải có vốn điều lệ là bao nhiêu, vốn pháp định là bao nhiêu. Đấy. Nghìn tỷ. Ít nhất là 1.000 tỷ đúng không? Bởi vì họ có liên kết đơn vị và họ cũng có hưu trí, họ cũng có bảo hiểm sức khỏe, đúng chưa? Thì chắc chắn là phải trên 1.000 tỷ rồi. Rồi. À, vốn điều lệ và vốn pháp định thì có hai khái niệm vốn đây này. Vâng. Thì hai cái này nó giống nhau khác nhau cái gì? Điều lệ là điều động. Điều lệ là điều động. Ok. Phân tích chữ nghĩa được không? Thì ở đây mình cứ hiểu nôm na là vốn pháp định, được không? Hiểu một cách bình thường nhất, vốn pháp định là không được thấp hơn theo cái pháp luật quy định. Được chưa? Đấy. Ở cái chỗ là 300 tỷ thì tôi không biết là anh có thực tế anh có bao nhiêu chẳng hạn, đúng không? Đối với bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ. Tôi không biết là thực tế anh có bao nhiêu, nhưng mà để thành lập cái doanh nghiệp này anh phải có ít nhất là 300 tỷ, đấy là không được thấp hơn. Còn cái vốn điều lệ này thì khi thành lập bất kỳ một cái doanh nghiệp nào thì người ta đều có cái quy định về vốn điều lệ. Nhưng vốn pháp định thì đối với doanh nghiệp bảo hiểm thì người ta là một doanh nghiệp, một cái ngành kinh doanh có điều kiện. Mọi người hiểu ý này không ạ? Là để là phân biệt giữa doanh nghiệp thông thường và doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động kinh doanh và có những cái lĩnh vực có điều kiện. Đúng đấy. Rồi. Chính xác, ví dụ như ngân hàng cũng là ngành có điều kiện, thì để thành lập ngân hàng thì người phải thỏa mãn một số cái điều kiện. Thì vốn pháp định nó là như vậy. Là cái vốn mà các cổ đông của các công ty hoặc là các thành viên phải góp vốn, phải cam kết góp vốn là bao nhiêu đấy. Đúng rồi. Còn pháp định là cái vốn mà một số doanh nghiệp khi mà muốn được kinh doanh, hoạt động kinh doanh trong cái lĩnh vực nhất định được pháp luật quy định, thì pháp luật sẽ cầu một cái số vốn nhất định. Như là vừa rồi các em có nhìn thấy ở cái 600 này, 300, 600 đến 1.800 đến 1.000 tỷ đấy. Đấy là gọi là vốn pháp định cho một số trong cái lĩnh vực này, là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đấy. Vâng. Ok. Để họ hiểu. Đấy. Xin cảm ơn chị Dung, rất chuẩn rồi. Thì chạm mọi người hiểu cái chỗ này chưa? Được. Rồi. Nhá, thì cứ phân biệt như thế, không đến lúc cứ vốn vốn xong là mình không hiểu nó là vốn gì. Rồi.